phía cảm nhận của ông như thế nào với kết quả hòa một đều và có được tấm vé vào bán kết sau trận đấu hôm nay? Thực sự hôm nay là tôi rất là cảm ơn một số cổ động viên, mà cũng như mà trận đấu hôm nay đối với đội tôi thì tôi hoàn toàn không bằng lòng, mặc dù bạn đến bán kết. Anh có thể nói rõ là vì sao anh không mình làm không mình vì thực sự ra mà nói là trận đấu hôm nay các cầu thủ chơi hoàn toàn dưới mức bình thường, và cái trận trước khi mà các anh hỏi thì là tôi cũng nói là tôi sẽ cố gắng làm sao để đá cho các cháu đá cho một trận cho tốt để kiếm một điểm, vì chúng tôi không phải ăn những cậu chẳng có giải quyết được vấn đề gì, mà chúng tôi mà ví dụ như là mà bên kia thì người ta đá, người ta thực ra mà nói là người ta đá người ta cũng ở mức độ tôi cảm thấy là đội vừa heo người ta đá cũng giữ chân chịu, người ta thắng mà tôi người ta chả thấy vấn đề gì, mà người ta có thua người ta cứ vào tinh thần là bên kia người ta thoải mái, người ta cứ như anh đi buôn buôn lời ăn lúc không chịu người khác chịu rồi, cho nên người ta đá thoải mái. Thành thử cầu thủ của chúng tôi là hôm nay là bị tâm lý nặng cho nên là đá không được, cũng rất là may mắn là gần phút cuối chúng tôi gỡ được, chứ không phải chúng tôi sẽ bị loại, tôi tin chắc rằng là chúng tôi sẽ bị loại. Vì ở bên kia là người ta thấy vậy, chúng tôi thua cái là người ta 4-0 này. Đấy là chúng tôi có sự may mắn. Chứ còn là tôi hôm nay, đối với trận đấu hôm nay thì bản thân tôi là tôi không vừa lòng một tí chút nào. Vì sao ông lại không vừa lòng về tinh thần thi đấu hay là về cái... một cá nhân, một vài cá nhân hay là điều gì? Thực sự là mà nói là tất nhiên là các cháu thì có một số thì cũng rất tích cực, nhưng có một số cầu thủ là tôi không hiểu tại sao mà chơi dưới mức bình thường. Vì là hôm nay kể cả hai hậu vệ biên của chúng tôi chơi không hề có một cái để lại cái dấu ấn gì. Tất nhiên là có những cái trận là các bạn chơi tốt thì ai cũng phải ghi nhận rồi. Nhưng mà có những cái trận và những cái trận hôm nay thì tôi nghĩ là không tham gia tấn công, các bạn thì cố gắng củng cố làm sao cho tôi cái hàng phòng ngự cho tốt để cho không bị thủ lưới là được. Nhưng mà kết thúc rồi cũng tự mình là làm và phạm lỗi, chứ không phải là người ta đá để vào lưới mình, tự mình làm lỗi. Thì tất nhiên các cái cầu thủ đó thì tôi sẽ về, tôi sẽ có những cách giáo dục để cho các em nó phải hiểu hơn. Vai trò của Văn Việt ạ, mà trong trận đấu này cũng như là tại hành trình tại giải năm nay. Thực sự cho mà nói là em Việt thì em đã được tham gia nhiều cái giải trẻ, và tôi cũng nghĩ rằng em Việt là một con người rất là cái tinh thần trách nhiệm và cái thái độ chơi bóng ở trên sân phải nói là rất là tốt, và cũng rất là may là đợt này là Việt đi về là không bị chấn thương, nhưng mà nếu mà đội Việt mà chấn thương thì chắc là đội này cũng chả còn cái vị trí nào để mà gọi là đặt những cái niềm tin. Về xin ông chia sẻ về cái tình hình chấn thương của Mai Sĩ Hoàng. Thực ra mà nói là cái chấn thương của cậu ấy thì tôi nghĩ rằng nó lại là do sức, chứ không ai đá cậu ấy, cậu tự đá quả bóng hỏng rồi cậu cũng bắt đầu rơi xuống, tức là cậu bị thôi, chứ còn quả đấy thì cái lỗi đây là lỗi là do cái sức của mình nó yếu kém. Rồi khi mà mình vào bóng là khi mà mình nhảy lên cao mình rơi xuống là mình không trụ, thì có thể là nó bị mặn củi bị bẻ cổ chân. Thì cái bóng đá thì mình cái biết rồi, khi sức lực mà không có thì làm chủ tất cả mọi vấn đề nó không thể chuẩn xác được. Ông đánh giá như nào về cái đối thủ tiếp theo của mình ở bán kết hay là tôi vẫn nói như cái đội hôm qua rồi, các đội vào bán kết năm nay tôi cảm nghĩ rằng là Việt Heo, Nam Định và Phú Hiến, nhưng mà rất tiếc là Phú Hiến người ta bị loại. Chứ những cái đội bóng đấy là những đội bóng họ có con người, và những con người đó là những nhân tố tốt. Chúng tôi rất là may mắn được vào đến đây. Đấy, ngay bản thân đội chúng tôi dám khẳng định rằng là cái sự may mắn nó đến với chúng tôi, nhưng còn tốt là không thể bằng các đội kia. Thì đánh giá chung thì hôm qua tôi nói rồi, tôi cũng có nói là Việt Heo, Nam Định thì hôm nay phải có thêm Đồng Tháp để rơi vào được cái vòng này. Thì thực sự là mà nói là trong bốn đội bóng này thì tôi nghĩ rằng có lẽ đội chúng tôi là đội có lẽ thua thiệt về nhiều mặt, có lẽ đứng vào top 4. Slovakia thì có truyền thống tức là bóng đá trẻ thì phát triển rất là
mạnh và thường vào những các trận chung kết của vô địch. Vậy thì khi mà anh nắm cái đội U21 này thì với sự vắng nhiều lực lượng như vậy thì mình có áp lực hay là bên trên lãnh đạo có giao chỉ tiêu cho mình như nào? Thực sự ra mà nói là khi cầm đội bóng mà, thì một huấn luyện viên nào người ta cũng sẽ muốn là có cái thành tích để người ta khẳng định bản thân. Nhưng mà với tôi thì tôi chỉ mong rằng các cầu thủ của tôi là chơi tốt để các bạn khẳng định các bạn. Còn tôi thì tôi khẳng định nhiều rồi. Tôi cầm cái U21 này là 10 lần rồi. Mà 12 lần đều là có huy chương hết. Chưa một lần nào bị loại cả. Tôi chẳng phải khẳng định, và tôi xác định cho các bạn là cố gắng để chơi để khẳng định cho các bạn, để các bạn tiến lên xa hơn và các bạn có những cái kết quả trong những cái năm tháng, cái tuổi thơ của các bạn phục vụ. Bây giờ 20 tuổi, 21 rồi, bây giờ phải xác định để có kiếm tiền, để có gia đình, giúp đỡ bố mẹ rồi thế này khác. Nhưng mà cầu thủ, có nhiều cầu thủ tôi thấy là họ đang còn một cái suy nghĩ vẩn vơ lắm. Thành thử là tôi làm bóng đá là tôi chỉ yêu cầu các em với cái gì không ấy, phải vào sân phải nhiệt huyết, tinh thần, thái độ, và thứ hai phải khát khao thì mới chơi được tốt. Vâng. Vâng, cảm ơn thầy ạ.